trọng lượng riêng của thép xây dựng là bao nhiêu? Là 7.850 kg trên mét khối. Hãy kể các loại mác thép thường dùng trên thị trường hiện nay. Với thép đường kính nhỏ hơn 10, CB240T và CB300V. Với thép đường kính lớn hơn hoặc bằng 10, CB300V, CB400V và CB500V. CB nghĩa là cấp độ bền. Các con số có ý nghĩa là cường độ hay còn gọi là giới hạn chảy của thép. Chữ cái T và V nghĩa là loại thép trơn hoặc vằn. Hãy nêu các tiêu chí quan trọng khi thực hiện thí nghiệm vật liệu thép. Cả 4 tiêu chí thí nghiệm quan trọng các chủ đầu tư thường yêu cầu phải thực hiện là 1. Dung sai về khối lượng. 2. Khả năng chịu kéo gồm giới hạn chảy, giới hạn bền. 3. Khả năng chịu uốn. 4. Độ giãn dài. Hãy nêu quy cách lấy mẫu thí nghiệm thép xây dựng. Theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2008 quy định cứ 50 tấn lấy một tổ mẫu ứng cho một loại đường kính. Mỗi lô nhỏ hơn 50 tấn thì xem như là một lô. Một tổ mẫu thông thường gồm 6 thanh, trong đó 3 thanh dài 1 mét để thí nghiệm và 3 thanh để lưu hoặc thí nghiệm đối chứng khi cần thiết. Hàm lượng cốt thép xây dựng khi thiết kế nhà cao tầng như thế nào? Hàm lượng thép phổ biến từ 40 đến 60kg trên mét vuông sàn. Nếu công trình có nhiều kết cấu đặc biệt như nhiều tầng hầm có dầm sàn chuyển thì hàm lượng thép sẽ tăng, có thể lên đến 70 đến 80kg trên mét vuông sàn. Ngược lại, nếu thiết kế ô sàn nhỏ, ít cấu kiện đặc biệt thì hàm lượng thép sẽ giảm. Đố các bạn nhé, định mức nhà nước quy định hao hụt thi công cốt thép bê tông đường kính lớn hơn 10 là bao nhiêu? A. 0,5%, B. 1%, C. 2%, D. 2,5%. Hãy trả lời đúng và nhanh nhất để nhận phần thưởng có giá trị của chương trình kỳ này nhé.